Messi chọn gia nhập câu lạc bộ Inter Miami sau khi kết thúc hợp đồng với PSG. Bản hợp đồng của tiền đạo người Argentina dự kiến kéo dài trong 2 năm rưỡi với thù lao rơi vào khoảng 60 triệu đô la một mùa. Gia nhập Inter Miami chưa lâu, Messi đã chứng minh bản thân xứng đáng với mức đãi ngộ kỷ lục trên. Ngoài ra, còn có một số câu chuyện bên lề thú vị xung quanh việc gia nhập đội bóng Beckham của M10. Hãy cùng chúng mình khám phá nhé! 1. Nhân viên mất việc vì dám làm phiền Messi. Kể từ khi Lionel Messi đến MLS, anh đã tạo ra một làn sóng mới khuấy động cả một góc bang Florida. Trong nhiều sự kiện thú vị liên quan đến ngôi sao này, có câu chuyện một nhân viên đã mất việc vì xin chữ ký của anh. Đó là trường hợp của Christian Salamanca, vốn là một nhân viên vệ sinh làm việc bên ngoài sân Dry Pink, sân nhà của Inter Miami. Trong lúc làm việc, Christian Salamanca thấy Messi bước xuống xe buýt và lập tức bỏ dở việc đang làm, chạy lại vô lấy siêu sao Argentina để xin chữ ký. Đội ngũ nhân viên an ninh ở sân không hài lòng với hành động này và họ đã báo cáo lên công ty chủ quản của Christian Salamanca. Lập tức, anh chàng lau dọn đã bị mất việc. Nhưng Salamanca không mấy bận tâm về điều này. Trong sự phấn khích, anh chia sẻ với tờ La Nation: "May mắn là tôi ở bên ngoài khi xe buýt đến và tất cả các cầu thủ đã xuống xe. Messi là người cuối cùng bước ra, sau đó tôi thấy mọi người hét lên, nhà vô địch thế giới kìa. Tôi nhìn thấy anh ấy và chạy về phía Messi. Khoảnh khắc ấy đáng giá từng giây, tôi đã cho anh ấy thấy tôi đang mặc áo đấu của đội tuyển Argentina và cầm một cây bút. Anh ấy đã cho tôi chữ ký của anh ấy. Lực lượng an ninh lôi tôi đi cùng và ngay lập tức ném tôi ra ngoài. Nhưng khoảnh khắc ấy đáng giá từng giây." Bản thân Salamanca không làm việc cho Inter Miami mà làm việc cho một công ty đảm nhận công việc dọn dẹp ở thành phố Florida. Salamanca được điều tới sân Dry Pink để dọn dẹp bên ngoài khi Inter Miami đấu Orlando City tuần trước. Việc anh bị sa thải không làm anh ngạc nhiên, thậm chí người đàn ông Colombia này đã ý thức được rằng sẽ mất việc. Vì Inter Miami có một chính sách rất nghiêm ngặt liên quan đến việc tiếp xúc với các cầu thủ, đặc biệt là Messi. Họ đưa ra quy tắc rằng các nhân viên nên cư xử chuyên nghiệp và không làm phiền các ngôi sao. Nhưng Salamanca đã đánh đổi tất cả. Lúc này anh đang mất việc, nhưng anh vẫn vui vẻ với những trải nghiệm để đời đã có cùng Messi. 2. Thủ môn bị chấm dứt hợp đồng vì hoài nghi về thương vụ Messi. Câu lạc bộ Inter Miami đã quyết định thanh lý hợp đồng với thủ môn Nick Mammans. Tờ Daily Mail xác nhận câu lạc bộ Inter Miami đã chấm dứt hợp đồng với thủ thành người Hà Lan Nick Mammans. Hồi tháng 6, Mammans từng gây chú ý khi khẳng định đội bóng của mình chưa sẵn sàng để chiêu mộ siêu sao Lionel Messi. Mammans chia sẻ trên ESPN: "Cá nhân tôi cho rằng đội bóng này chưa sẵn sàng cho sự xuất hiện của Messi. Chúng tôi có một sân vận động tạm thời, khán giả thì thoải mái tràn vào đường pitch. Không có đội ngũ an ninh khi chúng tôi rời sân. Tôi nghĩ câu lạc bộ chưa sẵn sàng, nhưng hy vọng Messi sẽ đến." Một số nguồn tin cho rằng phát biểu trên là nguyên nhân góp phần khiến Mammans sớm phải rời đội bóng do David Beckham đồng sở hữu. Mammans có tổng cộng 29 trận cho Inter Miami, nhưng chủ yếu ngồi dự bị khi thủ môn Greg Callender được đôn lên đội 1 vào tháng 11 năm 2021. Messi gia nhập Inter Miami vào tháng trước và lập tức tỏa sáng. Sau 4 trận đấu cho đội bóng mới, siêu sao 36 tuổi ghi được 7 bàn, 1 kiến tạo, giúp đội nhà lọt vào tứ kết League Cup. Bản thân Messi cũng hài lòng với bầu không khí trên sân và cuộc sống Mỹ. 3. Cựu sao MU mất việc vì dọn chỗ cho Messi. Chia sẻ trên truyền thông, cựu tiền đạo Man United Odion Ighalo thẳng thừng tiết lộ về việc Lionel Messi chính là lý do gián tiếp khiến bản thân mình thất nghiệp. Chân sút người Nigeria Odion Ighalo từng có quãng thời gian thi đấu cho Man United theo dạng cho mượn. Mới đây vừa được câu lạc bộ lớn của Ả Rập Xê Út Al Hilal giải phóng hợp đồng. Quyết định này được đưa ra bởi nguyên nhân là do đội bóng này muốn dọn đường để đón Lionel Messi về với Trung Đông. Tuy nhiên bến đỗ cuối cùng của em Pulga như tất cả đã biết lại là Inter Miami ở giải MLS của Mỹ. Odion Ighalo hiện đang là cầu thủ tự do và cảm thấy rất băn khoăn về tương lai của bản thân. Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất, tiền đạo từng khoác áo quỷ đỏ chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ khi Messi không tới Ả Rập Xê Út, bởi anh ấy chính là một phần lý do khiến hợp đồng của tôi không được gia hạn. Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện hẳn đã xong xuôi. Số tiền mà câu lạc bộ đề xuất với Messi rất điên rồ. Anh ấy thậm chí có thể kiếm gấp đôi Cristiano Ronaldo. Tôi rất bất ngờ vì Messi không tới đây mà lại chọn Inter Miami." Trước khi gia nhập đội bóng của ông chủ David Beckham, Lionel Messi thực sự đã nhận được những lời đề nghị hết sức hấp dẫn từ Al Hilal.
nơi anh có thể tái hiện màn đối đầu đỉnh cao với Ronaldo. Siêu sao đang khoác áo câu lạc bộ đối thủ Al Nassr. Với việc Empoli từ chối tới Ả Rập Xê Út, anh Hilan đang chuyển hướng sang chèo kéo ngôi sao bị PSG gã lạnh là Kylian Mbappe. Video đến đây là hết rồi, bạn có thích video này không? Nếu thấy hay, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.